Hi, xin chào các bạn. Video hôm nay em muốn chia sẻ cho các bạn về hai phương pháp kiểm tra đồ đĩa bằng robot, đó chính là kiểm tra tĩnh và kiểm tra động. Đối với kiểm tra tĩnh bằng robot, cánh tay robot sẽ di chuyển đến một vị trí xác định. Ví dụ, tại một vị trí nào đó trong một khoảng thời gian được định trước, kẹp gắp của robot được thiết kế đặc biệt bao bọc tất cả các chỗ đồ đĩa để kiểm tra một cách chính xác. Còn đối với kiểm tra động, cánh tay robot sẽ di chuyển ở một khoảng cách và tốc độ quét được định trước đến các thành phần cần được kiểm tra. Tất cả các chỗ rò rỉ dọc theo đường đi của cánh tay robot đều được phát hiện. Với lưu lượng khí cao, robot sẽ dễ dàng kiểm tra ngay ở khoảng cách xa. Do đó, tốc độ cao hơn và khoảng cách xa hơn, bạn vẫn có thể kiểm tra được 100% sự rò rỉ. Tại các loại sản phẩm phát hiện đồ đĩa của phi công phù hợp cho phương pháp kiểm tra này, liên hệ nhanh với DBM để được tư vấn và chọn loại phù hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.